Vợ chồng chồng bảo nhờ cái này cái. Anh chuẩn bị lên trại nhưng mà muốn nói chuyện với vợ một tí, một chút. Mời vợ uống nước ấy. Vậy nhớ tay trại. Vừa rồi là mình nhập bò với lại nhập cám, nhập rơm ấy thì trên trại mất khoảng bao tiền? Rơm, cám với cả là bò vừa rồi được trên dưới 500 triệu. Trên dưới 500 triệu. Bây giờ nhà mình còn tiền không? Tiền đấy, thật ra thì là chồng biết là năm vừa rồi với năm nay thì cũng khá khó khăn đấy. Vợ cứ phải đập chỗ lọ, vay chỗ lọ đập chỗ kia đấy, để cho nó duy trì. Nhưng mà có vấn đề gì hả chồng? Uống nước đi rồi chồng nói. Em biết là trên trại ấy, là vừa rồi mình nhập bò này và nhập thức ăn cũng rất là nhiều. Và tiếp theo là đối với mùa này ấy, là mùa cỏ nó lên nó kém. Bây giờ cái nguồn thức ăn thô xanh của mình hầu như không có rồi. Đó. Và bây giờ anh muốn và cấp cho ít tiền nữa để nhập ngô. Nhập ngô sinh khối về hoặc là nhập ngô ủ về. Vì là bây giờ hiện tại mình không còn gì để mà cho con bò ăn nữa. Vì đối với lại thức ăn tinh thì mình không cần được, nhưng mà đối với con bò thì thực sự là thiếu thức ăn thô xanh thì không ổn lắm. Thế chính vì vậy là muốn nói chuyện với vợ xem là vợ còn tiền không, có thể là xoay sở cho chồng rơi tầm khoảng 70 triệu gì đó để nhập ít ngô về. Khi nào chồng cần? Chắc là rơi tầm khoảng đôi ba ngày. Đôi ba ngày thì nói chung là tiền của vợ bây giờ kiểu như là nó có món thì còn để vào là tiền hàng hết rồi ấy. Như là ví dụ là đôi ngày nữa vợ cũng phải nhập cái ngô biến đổi gen cái LK728 nữa. Vợ đã đặt ở bên công ty đó rồi, thì bây giờ là vợ đặt của nó là cũng rơi vào mấy trăm triệu tiền ngô đấy. Thế nên là mà tiền của họ thì họ không cho lợi, phải thanh toán luôn. Đó, thì là cái tiền đấy thật sự là bây giờ vợ đang để dành để còn nhập ngô. Nhưng mà nếu mà chồng cần trước thì có nghĩa là ngô vợ sẽ bảo là họ giao muộn hơn ấy, để còn vợ xoay sở ấy, có nghĩa là lấy cái chỗ lọ đập vào chỗ kia ấy. Bắt buộc cái này cần trước thì là vợ sẽ bớt cái tiền đấy cho chồng trước. Còn năm nay chồng biết là quá khó khăn rồi. Tiền của mình là cứ phải quay vòng chỗ lọ chỗ kia, vay chỗ lọ đập chỗ kia đấy. Đấy thì chồng đang tính là nhập rơi tầm khoảng 30 tấn ngô sinh khối về để mình ủ cho bò ăn. Đó, thì cơ bản là biết là vừa rồi mình đầu tư cũng khá là nhiều tiền vào đó rồi. Quan trọng nhất là bây giờ là đầu tư rồi, đầu tư con giống, đầu tư chuồng trại rồi, nhưng bây giờ không có thức ăn thì nó cũng rất là khó để trại phát triển. Biết là đối với thời điểm này rất là khó khăn đối với cái ngành chăn nuôi châu bò, nhưng mà tôi thực sự là cố gắng để đó là mình vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Chính vì vậy là cũng tính toán là xem nó là đôi ba ngày nữa xoay chồng rơi tầm khoảng mấy chục triệu để chồng nhập những ngô về. Dạ. Cái này thì nói chung là đã phải khó khăn rồi theo đuổi thôi. Rồi, ok. Mà cố gắng thôi. Ok, thế cảm ơn vợ đã đồng hành cùng chồng ha. Ok, rồi. Thì đó là một cái câu chuyện không phải của riêng chính bản thân trại của mình, và hầu như xảy ra đối với tất cả các trại mà chăn nuôi châu bò hay là kể cả lợn gà. Đó. Chăn nuôi châu bò này chia sẻ với bác là có mỗi đó là ông chủ ông ấy vào ông ấy chăm bò thôi. Còn thường thường là bà chủ á là chỉ có cưỡi ngựa xem hoa thôi, và thường thường cũng không để ý lắm đến cái công việc mà ở trên trại như thế nào, và cũng chưa biết đó là con bò nó ăn như thế nào, và có thể là không hiểu về cái mình đang làm. Và nhất là đối với cái thời giá mà giá thấp như thế này, đúng không ạ, mà giá nguyên liệu lại tăng cao nữa, giá nguyên liệu lại tăng cao. Và trong cái chăn nuôi bò này á, mà các bác không trồng được nhiều cỏ thì sẽ gây ra cái hiện tượng là thiếu thức ăn trong trại của mình, và lúc đó nhiều trại không có tiền lại phải bán bò đi, lại phải bán giả sử những cái đàn kia đi, vì hết tiền để duy trì rồi, đúng không ạ, hết tiền duy trì rồi là phải bán đi rồi,
bán giá lúc này là choi choi như này, thấp cũng không không lỡ và cao cũng không thể bán được. Thế chính vì vậy rẻ bác là chăn nuôi con trâu con bò này hay là bất kỳ một con nào khác mà không có tiền để duy trì nó thực sự rất là khó, đúng không ạ? Giả sử như đối với trại nhà mình chẳng hạn, nuôi 60 con thì rẻ bác là tổng cái diện tích mình trồng cỏ là rơi tầm khoảng 1 hát cỏ. Cả hai cái khu vực, cả 1 hát cỏ. Nhưng mà đối với thời điểm mùa đông này rất là thiếu thức ăn. Và mùa đông miền Bắc thực sự chia sẻ bác là rất là khắc nghiệt. Giả sử như là đối với lại cỏ của mình đây chẳng hạn, 60 ngày thì nó mới được như thế này. Ngày xưa là 60 ngày nó cao rơi tầm khoảng 2 mét. Như đây, chia sẻ bác là nó mới ngắn tũn như thế này. Mặc dù là đây mình bón phân, các thứ các bác có thể thấy là rất là nhiều phân, đúng không ạ? Rồi chăm sóc nó cũng rất là tốt đó, cực kỳ tốt luôn ấy. Nhưng mà đối với thời điểm lạnh ấy, thì cỏ sẽ lên chậm. Kể cả ngô cũng vậy, nó lên rất là chậm luôn. Chính vậy là đây này, 60 ngày mới được cao rồi tầm khoảng mét. Và mét như thế này thì chia sẻ bác là lúc này không có cỏ đành phải vẫn phải cắt thôi. Vẫn phải cắt hết à, để cho bò ăn. Mà khi cắt như thế này nó làm ảnh hưởng đến gốc cỏ rất là nhiều, sau này nó phát triển nó sẽ kém. Và khi mình cắt hết như thế này thì cũng chẳng còn cái gì để cho con bò ăn nữa. Và lúc này á là mình lại phải đi mua. Mình lại phải đi mua. Nếu mà giả sử như không có tiền thì chúng ta sẽ mua cái gì được? Câu chuyện không phải của riêng ai, đúng không ạ? Không phải của riêng ai. Rất là khó khăn. Như vừa rồi đối với trại mình thôi, cả nhập bò, kể cả đó là nhập rơm, nhập cám các thứ, gần 500 triệu đồng. Gần 500 triệu đồng. Và tiếp theo á, là hôm nay mình lại nhập đó là ngô ủ đó. Bởi vì đối con bò á, là không có thức ăn tinh cũng được, tức là cám, ba bia này nọ thôi. Nhưng mà nguyên tắc là phải cung cấp đủ cho nó, đó là những cái dòng thức ăn thô xanh, giả sử như là cỏ, giả sử như rơm, giả sử như ngô. Đó. Thật sự giải bác là vất vả lắm, cực kỳ vất vả luôn. Và các bác có thể thấy đây, cỏ nó có lên được đâu. Các bác cứ bảo là tưới được nó sẽ lên, nhưng mà chia sẻ với bác là mình cũng tưới đó. Nhưng mà lên cũng rất là chậm, cực kỳ chậm luôn các bạn. Đấy. Thế là trước khi các bác làm gì đó, trước đây mình bảo rồi, các bác muốn là nuôi 100 con chẳng hạn, 100 con bò chẳng hạn, thì các bác hãy nuôi 10, 20 con trước để thử nghiệm. Để xem đó là con bò nó phát triển ra sao, nó ăn những cái gì và mình cần chuẩn bị những gì. Đúng không? Và mình cũng khuyên cáo là các bác có 1 tỷ thì các bác làm rơi tầm khoảng 200-300 triệu trước đi. Còn đâu là phải có tiền để là duy trì nó. Chứ còn nếu mà giả sử bây giờ mà không có tiền thì các bác là chẳng ai bán lợ. Và không lợ được thì chắc chắn là lúc đó không có thức ăn cho bò, không có thức ăn cho động vật ở trong cái trại của mình rồi. Lúc đó là thôi, lại phải thanh lý à. Lại phải thanh lý và lúc đó chia sẻ bác là gây ra cái thiệt hại rất là lớn. Ngày xưa mình có thể là mua một con bò rơi tầm khoảng 22, 23 triệu, nhưng bây giờ bán 15, 16, 17 triệu là chuyện bình thường. Đó. Vì vậy là tốt nhất là các bác trước khi chăn nuôi hãy hoạch toán kinh tế rõ ràng và đừng có tức là lỗ quá. Nhiều bác có 1 tỷ, các bác phải vay thêm 1 tỷ nữa để làm cái trại rơi tầm 2 tỷ cơ. Đúng không? Sau này là không thể vay nữa, chia sẻ bác là lấy cái gì cho bò ăn nếu mà chúng ta không có đất để trồng cỏ để duy trì cái đàn bò đó. We'll be right back.
Đấy, sáng nay thì mình cũng vừa xin được tiền vợ để đi về nhập ngũ này. Thì chia sẻ với bác là trong vòng rơi tầm khoảng 5 ngày thì mình đã mất đâu đó rơi tầm khoảng 150 triệu tiền thức ăn cho con bò kia rồi. Đúng không ạ? Trong đó là cám rơi tầm khoảng 6 tấn này. Rơm thì rơi tầm khoảng 7 tấn, hơn 7 tấn này. Và tiếp theo là ngô này thì hôm nay mình cũng nhập vừa xuống xong nữa bác, là 15 tấn. Chắc là vài hôm nữa thì bác là cũng phải nhập thêm nữa. Đâu đó rơi tầm khoảng 15 tấn nữa. Và chia sẻ bác là trong Tết vừa rồi ấy, tức là trước mùa đông á, mình đã chuẩn bị 60 tấn rồi. Chuẩn bị 60 tấn để chuẩn bị cho mùa đông, nhưng mà đúng đến qua Tết là giải bác là đã hết. Bây giờ hiện tại ngô sinh khối cũng không có. Thế chính vậy là mình phải nhập ngô đã ủ này. Nhập ngô đã ủ này để về đó là cho đàn bò mình ăn. Thì những cái dòng ngô ủ này thì cũng là đối tác của bên HLT thôi. Cũng sử dụng bao bố, rồi cũng sử dụng đó là túi bóng, rồi men của HLT. Đó. Đây, để chia sẻ bác là đây là những cái dòng ngô cộng với lại mía trộn lẫn ủ đây. Rất thơm, rất ngon. Cực kỳ thơm, cực kỳ ngon luôn. Đó, tuyệt vời không? Vàng rộm luôn. Đó, bây giờ là mình trộn giữa cái ngô ủ này cộng với lại cỏ xanh. Và cuối cùng mình cho ăn rơm. Xong. Thế thôi. Bởi vì bây giờ hiện tại là cỏ nó chưa phát triển mạnh. Chính vậy là không có gì cho ăn. Và mình lại phải mua đó là ngô sinh khối và những cái dòng ngô đã ủ sẵn này về để cho con bò ăn. Quan trọng những cái dòng này thì mình cho những cái con bò thịt thôi. Còn đối với bò sinh sản kia thì mình cho ăn cái này ít lắm, không cho ăn nhiều đâu. 2-3 cân một con ngày, không nhiều. Chủ yếu là rơm với lại cỏ thôi. Nếu cho cái loại này thì nó lên nó vỗ béo quá thì nó không lên giống được đâu các bạn. Tức là những cái dòng ngô ủ này. Cực ngon luôn. Đấy, ăn đi con. Đấy, ăn như hùm. MF2. Đấy, các bạn thấy không? Quá ngon rồi còn gì nữa. Này không ăn nữa thì thôi rồi luôn. Tôi chia sẻ với bác là hôm nay mình nhập cái ngô này về đây. Đó, và hôm nay thử nghiệm xem nó là khi cho ăn cái dòng ngô này nó có ngon hay không. Và các bác thử đánh giá xem như thế nào. Đây này. Đánh giá lại xem như thế nào. Thơm. Chua, ngon. Đấy, hạt ngô này. Hạt ngô rất nhiều các nhá. Bởi vì cái này là được băm 70% ngô sinh khối cộng với lại 30% mía mà. Đó, và một bao này rơi tầm khoảng trung bình 8 tạ một bao. 8 tạ một bao đó. Ngon lắm, thơm lắm, thảng lắm. Bởi vì người ta ép được thủy lực. Thế chính như vậy là nó rất là chặt. Cộng thêm là nó sẽ giúp cho nó là đẩy không khí ra ngoài và giúp cho cái quá trình ủ nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ giúp cho chất lượng hơn và ngon hơn rất rất là nhiều. Nó thơm lắm, thực sự chia sẻ bác là cực kỳ thơm luôn. Đây cái ngô đây, tuyệt vời không? Bác thấy là tuyệt vời cú mèo không? Tuyệt cú mèo luôn đấy. Mình thường thường là trộn giữa ngô ủ kia cộng với lại cỏ này mình băm ra trộn lẫn. Bởi vì là nguyên tắc trong vào một lần mình cho ăn đó, thì mình muốn là nó ăn đầy đủ các loại thức ăn, từ thức ăn tinh đến những cái dòng thức ăn như cỏ xanh này rồi ngô ủ kia, thì cái hệ vi sinh vật nó mới hoạt động, nó mới tốt được.
giúp cho cái pH dạ của con trâu bò nó được cân bằng, tức là pH nó chỉ rơi tầm từ 6 đến 7,2 thôi. Chứ mình cũng không cho nó là giờ này giờ sởi này cho ăn cám, giờ kia cho ăn ngô ủ, giờ kia lại cho ăn cỏ xanh, nó không hiệu quả. Tức là mình trộn lẫn vào. Giả sử cám mấy ba bia mình cho ăn trước, chỉ rơi tầm khoảng 5 phút sau nó ăn xong rồi bắt đầu là mình lấy cái cỏ xanh này trộn lẫn với ngô ủ cho ăn. Thế là xong một cái quy trình, một buổi sáng cũng vậy và buổi chiều cũng như vậy. Sáng một bữa và chiều một bữa, một ngày cho mình cho ăn hai lần. Đó. Và thật sự là anh em ở trên trại mình ấy biết là bò nhà mình rất ít xảy ra vấn đề đó là bị bội thực dạ cỏ rồi bị chướng hơi dạ cỏ. Bốc vào đi em ơi, rồi kìa, một cân nó mẹ 2.000 đó. Đừng có phí phạm văn đồng nha. Nguyên tắc đừng có phí phạm nha. Đó. Vì ngô này là mình mua rất là đắt. Thế chính như vậy là như thế bác là mất 5 lạng mất 1 cân là mất tiền rồi các bạn. Này nói lại về cái vấn đề đó là cho ăn. Thì anh em trên trại thì làm việc với mình cũng 1-2 năm rồi. Và bò nhà mình không bao giờ, nói chung là không bao giờ bị cái trường hợp bị chướng hơi dạ cỏ, bị liệt dạ cỏ hay bội thực dạ cỏ. Vì mình cân bằng được thức ăn cho con bò ăn vào, cân đối được cái thức ăn cho ăn vào. Giả sử như là cái hàm lượng vật chất khô một con bò 2 tạ nó cần bao nhiêu, 3 tạ nó cần bao nhiêu hay là 4 tạ nó cần bao nhiêu là mình phải cân đối được. Cái vật chất khô nó phải rơi tầm từ 2,5 đến 3%. Và cái chất xơ tùy vào cái con bò, giả sử như con bò trưởng thành như thế này chẳng hạn, thì nó phải cần đâu đó rơi tầm khoảng 2 cân chất xơ một ngày. Những con bò bê con này thì nó chỉ cần rơi tầm khoảng 1 cân chất xơ một ngày thôi. Mà cái chất xơ như thế bác là nó sẽ giúp cho đó là vi sinh vật sẽ phân hủy chất xơ và sẽ giúp đó là tạo ra năng lượng, duy trì cơ thể nó. Tức là nó sẽ cung cấp rơi tầm khoảng từ 65% cái năng lượng mà con bò nó cần cho thiết trong một ngày. Chính vì vậy như thế bác là cái hàm lượng vật chất khô nó quyết định rất là quan trọng và chất xơ rất quan trọng. Và cái chất xơ nó ở đâu? Chất khô nó ở đâu? Giả sử như những cái dòng cỏ xả già già này chẳng hạn thì cái hàm lượng vật chất khô và chất xơ trong của nó rất là tốt, có thể lên rơi tầm khoảng 28% đối với giả sử những cái dòng cỏ xả này chẳng hạn. Còn đối với rơm thì chia sẻ bác là cái hàm lượng vật chất khô và chất xơ nó rất là nhiều bởi vì rơm khô mà. Còn đối với lại giả sử như cái cây ngô ủ này chẳng hạn thì cái hàm lượng vật chất khô nó phải đạt được đâu đó rơi tầm khoảng 23%, thậm chí 25%. Cái hàm lượng vật chất khô và chất xơ trong cái khẩu phần này cũng rất là nhiều. Đó. Đối với con trâu bò thì mình bảo rồi, đối với cái giai đoạn cuối thì mình cần bổ sung thêm đó là thức ăn tinh, giả sử như cám, ba bia các thứ. Còn đối với những cái dòng giả sử như là bò hậu bị, bò chửa hay là những cái dòng bò con như thế này hay bò choai choai như kia thì giai đoạn đó thì mình cũng không cần đó là bổ sung quá nhiều thức ăn tinh đâu. Không cần bổ sung quá nhiều thức ăn tinh. Quan trọng nhất cái giai đoạn nhỏ này là mình làm sao để phát triển được cái dạ cỏ, phát triển được cái hệ cơ, phát triển được bộ máy tiêu hóa. Nhất là nó hoàn thiện được cái hệ khung xương ấy. Hệ khung xương phát triển càng to thì sau này nó đắp thịt vào nó sẽ nhanh. Và con bò nó sẽ sau này mình nuôi được to, nặng cân. Còn nếu mà giả sử như là bò mà kém chẳng hạn thì thầy bác là chắc chắn là sẽ gặp vấn đề. Về cái vấn đề là sau này những cái con bò mình nuôi chuẩn chẳng hạn, khung xương nó phát triển nó tốt chẳng hạn, thì mình có thể nuôi được đâu đó rơi tầm khoảng 6 tạ rưỡi 7 tạ. Nhưng những con bò mà mình nuôi khung kém chẳng hạn thì mình chỉ nuôi được từ 4 đến 5 tạ thôi. Đấy, chính vậy là cái vấn đề đó là giúp cho nó là phát triển hệ bộ khung xương này, bộ máy tiêu hóa này, rồi hệ dạ cỏ nó rất là quan trọng để nó tiêu hóa cái thức ăn khi con bò nó ăn vào các bạn. Và lúc đó mình sẽ xem nó là cái mức độ thèm ăn của cái dòng ngô ủ này như thế nào. Tức là những cái công ty cung cấp như thế này thì là đối tác của mình. Và những cái công ty mà họ ủ chua như thế này các bác này có được tiêu chuẩn xuất khẩu nha. Những cái dòng ngô ủ như thế này là được tiêu chuẩn xuất khẩu đấy. Có test xét nghiệm đó là hàm lượng dinh dưỡng mọi thứ đàng hoàng đó. Hàm lượng vật chất khô, chất xơ như thế nào, pH ra sao, độ ẩm bao nhiêu nữa. Là được test đàng hoàng đấy các bác. Đấy, chính như vậy là những cái dòng ngô này nó cực kỳ đảm bảo về cái vấn đề
độ độc tố lấm mốc này, hay là giả sử độ pH rồi hàm lượng dinh dưỡng protein của nó như thế nào là đều được test xét nghiệm hết các bạn. Đó. Cho ngô ủ vào đây, sau đó là trộn đều. Và trộn đều thì bắt đầu là xúc cho bò ăn thôi. Sau đó là cuối cùng cho ăn rơm. Đó. Con nào cũng ăn được, đó là vừa cỏ xanh rồi vừa ngô ủ. Chứ không sợ đâu là con này ăn được, con kia không được ăn. Nguyên tắc là khi mình ủ như thế này thì độ pH nó sẽ giảm xuống từ 4 đến 4,5. Và lúc đó trong cái khối ủ là chính là cái môi trường axit. Và môi trường axit sẽ có tác dụng đó là bảo quản cỏ và không cho vi sinh vật phát triển ở trong đó. Nó giúp cho được cái bảo quản cỏ. Và nếu mà giả sử như là những cái dòng cỏ này mình đóng chặt như thế này thì có thể là bảo quản được rơi tầm khoảng 8-9 tháng là chuyện bình thường các bác nhé. 8-9 tháng chuyện bình thường đó. Đó, anh em sẽ trộn lẫn. Tức là con nào cũng được ăn cả ngô ủ, cả cỏ xanh. Kể cả ba bia với cám vậy thì mình cũng trộn như vậy, thì con nào cũng được ăn đều giữa cám và ba bia. Thế thôi, nó rất là đơn giản. Tôi sợ với giải bác là 60 con bò thì bây giờ hiện tại mình đang cho 2 người ở đây. Bởi vì là đi cắt cỏ khá là xa. Còn nếu mà giả sử như là có ngô ủ này chẳng hạn, mà cỏ ngay đây chẳng hạn, thì mình chỉ cho một người chăm sóc 60 con bò này thôi. Và sắp tới một mình anh ba sẽ chăm sóc 60 con bò ở đây. Còn anh em về thì phải đi làm việc khác, đi hỗ trợ trại. Tết là một mình anh ấy là quản lý mấy chục con đấy, 40-50 con đấy các bác. Ngoài đơn giản đâu. Rất nhiều đàn em cầm đầu đó là mấy chục con bò. Đại ca của mấy chục con bò ấy hả? Mỗi con mèo này. Rồi xúc cho ăn đi. Xem nó là mình đánh giá xem là cái mức độ thèm ăn của cái ngô ủ này như thế nào. Đấy, cái này xúc vào trong máng này luôn đi. Mấy anh em xúc vào trong máng này đi luôn đi. Hôm nay là cho tất cả anh em lên trên này là để xuống cái ngô ủ này này. Còn mọi lần ở đây chỉ 1-2 người. Ăn ác. Ăn ghê. Ăn ác. Không thể chê được đúng không? Ngô ủ này thì quá thơm quá ngon rồi. Thấy anh Thanh thôi là cái tay này này, anh mà động vào cái ngô ủ rửa hơi khó luôn nha. Ồ. Kể cả anh dắm vào cái ngủ xem lên xe á, mùi cả ngày luôn á. Mình hơi bị kỹ tính về cái vấn đề đó là cái quy trình cho ăn. Bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào cái từng độ tuổi, nhất là cái thức ăn tinh rồi những cái dòng thức ăn ủ này này. Cho ăn nào không tốt thì thực sự giải bác là bò nó sẽ bị bệnh ngay. Anh ba làm việc với em là từ tháng mấy nhỉ? Sắp được 1 năm rồi đấy bác. Và anh ấy chăm sóc bò là rất là nhàn, cũng chưa phải đâu là xử lý bệnh tật gì trên trại của mình luôn. Trên bò mình luôn. Chủ yếu là về là những cái con bò này chẳng hạn thì mới về thì làm thuốc phòng, thuốc viết các thứ thôi. Chứ không phải vất vả về cái vấn đề là bò bị bệnh tật hay này nọ thứ chẳng hạn. Kể cả mấy em này thôi, mới về thôi. Đó. Cho đều. Đó, ăn rất là mạnh luôn. Chứng tỏ là ngô này nó rất là ngon. Từ ngô ủ lẫn cỏ xanh trộn lẫn này rất là ngon. Chính vì vậy là cái độ thèm ăn của nó rất là tốt. Từ đó là bò con như thế này, kể cả bò đang nuôi con như thế này, hay là bò tơ. Đây, kể cả em bê con chạy lung tung nữa, ăn rất là tốt luôn. Đó, thật sự rất là tuyệt vời. Thế thôi, thế là
đỡ phải suy nghĩ về cái vấn đề đó là ngày mai con bò ăn gì rồi các bác. Tôi sợ luôn đấy. Vì là mấy ngày hôm nay á, rồi tầm nửa tháng nay là mình không có cái ngô ủ mà mình hết đấy. Là nó cũng rất là vất vả. Vì cái vấn đề lúc nào mày phải suy nghĩ là mai con bò ăn gì. Thực sự vất vả luôn. Đấy, và sáng nay chú rể bác là phải xin tiền vợ để đó là mua ngô ủ này về đấy các bác. Không phải đơn giản đâu. Đó. Tức là người ta bảo là thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Lắm lúc là các bà mà chia sẻ với bác là không hiểu mình làm gì như thế nào á, và cứ thấy lùi lỗ là thực sự là rất là vất vả. Và lúc đó là các bà là khó tính lắm, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, ở trong cái cuộc sống thì những cái công việc này á, đó là thứ nhất là nó là đam mê của mình và nó là một cái nghề kiếm tiền của mình, và có lúc này có lúc kia, tức là có lúc khó khăn có lúc tốt. Thì vì vậy là quan trọng nhất là mình phải vượt qua những cái thời điểm khó khăn đó. Và nhất là trong cái thời điểm khó khăn này, chúng ta hãy nhìn lại những cái gì mình đã làm và cái gì làm được và cái gì chưa làm được. Mình sẽ cố gắng phát huy và những cái gì cần cải thiện. Rồi xem đó là những cái lúc khó khăn như thế này mình phải làm sao nó tốt hơn, chuẩn hơn. Và đến lúc tốt đẹp đó, thì chia sẻ với bác là lúc đó thì các bác sẽ phát triển cực kỳ nhanh, cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả ha. Rồi video này cũng khá là dài rồi, chia sẻ với bác mấy cái thông tin vậy thôi. Và chúc các bác một ngày tốt lành nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể bác. Xin chào.